Cách đây 2 năm, khi có chủ trương thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, thì khối 5 phường Hà Huy Tập đã bắt tay ngay vào thực hiện. Sau khi tổ công nghệ số được thành lập, tổ đã mở một trang mạng xã hội Zalo để cùng chia sẻ thông tin trong các thành viên cả khối. Với trang mạng này, được Zalo Việt Nam cấp quyền và thực sự hiệu quả trong việc thông tin ở cấp phường. Tôi ở đây thì chỉ chọn có 2 việc làm. Một là thay đổi phương thức tuyên truyền từ loa phường bình thường sang một cái hệ thống thông tin điện tử trên cái trang Zalo của khối. Và thứ hai là có hướng đến các đối tượng người cao tuổi, họ có hạn chế hơn trong quá trình tiếp cận cái quá trình chuyển đổi số. Sử dụng cái trang Zalo khối 5 phường Hà Huy Tập Vinh mà giúp cho quá trình tuyên truyền cho người dân trong địa phương rất tốt, vừa nhanh, vừa tiết kiệm, vừa chính xác. Từ khi thành lập tổ dùng lông thì đó là giúp cho chính quyền trong công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, cũng như là triển khai các cái chủ trương về cái chuyển đổi số trong các cái lĩnh vực về như là chuyển thu thuế, là về y tế, cũng như là về các cái hoạt động chính sách. Còn ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, dù là địa bàn nông thôn nhưng khi có chủ trương thực hiện chuyển đổi số, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã triển khai ngay. Đến nay, 100% người hưởng lương hưu đều nhận lương qua thẻ. Các nội dung văn bản của các ngành, hội, của xóm đều thực hiện mã hóa để cung cấp tài liệu. Chỉ cần một thao tác trên điện thoại thông minh sẽ biết các thông tin cần thiết của cơ sở. Trước đây là nghe loa đài rồi là đi gọi từng nhà, gọi từng cửa. Nhưng mà hiện nay là có thể là đi qua bằng Zalo, thông báo bằng Zalo, rồi là mọi người dân là đều được biết, được nghe, cũng như là mọi chủ trương là đều là đưa ra là tiện lợi cho mọi người dân, tránh cái chỗ là phiền hà đi lại. Đã thành lập được 11 tổ chuyển đổi số trên địa bàn dân cư. Thì quá triển khai thực hiện, tôi thấy rằng là nó rất là có tác động bổ ích trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đặc biệt là giải quyết các cái thủ tục hành chính và mang đảm bảo quyền lợi của người dân đến một cách nhanh nhất. Do vậy thì nhân dân đồng tình hưởng ứng rất cao. Tổ công nghệ số cộng đồng là một trong những sáng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cộng đồng, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Hiện nay các địa phương rất cần được tập huấn thêm về công nghệ để phát huy tối đa tổ công nghệ số cộng đồng trong thời đại số.